Nè các bạn nhìn, các bạn thấy không, hai cái đầu nó bị gãy với nhau không nè, nó bị gãy nè, đó nó bị gãy ngay cái mắt này ở đây nè, đó, cái cây này nó bị gãy nè, ngay cái đoạn ở trên đầu, ngay cái đoạn đọt. Thì mình cái cần này thì các bạn thấy cái lớp keo không, cái lớp keo nè, ngay cái cây mình chỉ nè, thì cái lớp keo này là lớp keo trong, keo AB trong nha, các bạn chuẩn bị là một cái cây keo AB trong đó với một cuộn chỉ, các bạn đều quấn. Chỉ thì các bạn xài chỉ thường thôi chứ không cần chỉ màu mè này kia các kiểu. Cái này là mình lấy cái loại dây PE mà nhỏ nhất á, không chấm máy á, mình lấy ra mình cắt để mình quấn cái khoan này, đúng không? Đó các bạn hiểu không? Thì các bạn chuẩn bị keo AB nè, keo máy sắt nè, không cần giấy nhám đâu. Có giấy nhám thì cũng có thể là cần á, nhưng mà nói chung là mình đo, mình lấy cái cần đặt này nè. Đây. Đây là cái ngọn cần đặt. Tại vì mình mắc ở mình gãy ở khúc ngọn thì mình lấy cái ngọn của cây cần đặt. Mấy cái cần lua của các bạn á, nếu mà bị gãy á thì các bạn có thể lấy cái đọt này nè, các bạn nấu vô, các bạn đút vô phía trong là để lát mình làm cho các bạn xem. Thì các bạn nếu mốt có gãy cần á thì các bạn có thể lấy ra làm, các bạn khỏi cần đi thay đọt làm chi, mà xài bằng cái đọt cây cần đặt này, cái cần nó vẫn tốt nha, nó vẫn hoạt động bình thường chứ không có gì mà bị cứng hay là bị cái này cái kia cả. Mình cắt rồi mình cắt một khúc nhỏ như vậy thôi, ví dụ mình gãy gãy ngay đây thì mình cắt một khúc như đây mình nấu vô thôi, chứ mình đâu có phải lấy hết nguyên cây đâu mà mình sợ nó nặng, đúng không? Rồi ok, bây giờ mình đo thì mình thấy là cái khúc này nè, cái khúc này là nó vừa ni với cái đoạn gãy nè, thì mình sẽ hơ cái này ra, mình hơ cho mình lấy kìm mình rút nó ra để mình hơ mình rút ra cho rồi cho các bạn xem nha. Khi các bạn gọt á, các bạn gọt nhẹ tay thôi nha, các bạn đừng có gọt mạnh tay quá là nó phạm vô cái lỗi ở trong á, của cái cây cần á, cây cần mình cần lấy ra để mình sửa cái cần gãy của mình á, gọt vừa thôi chứ đừng có gọt mạnh quá là nó bị đứt luôn á các bạn. Thôi để mình tắt đi, mình gọt xong bây giờ mình đưa cho các bạn xem. Các bạn thấy cái sợi chỉ này không? Các bạn thấy có thấy cái sợi chỉ mà có kim tím không? Đó. Cái sợi chỉ này á, thì các bạn có thể mua mua trên mạng mấy cái shop mà ứng dụng bán đồ online á, thì người ta cũng có bán cái loại những cái loại chỉ này nè, thì các bạn có thể về các bạn thay vô những cái cần của mình cho nó đẹp nè, cái cần này nè đó, nó cũng sợi chỉ như vậy nè đó, thấy không? Còn cái đoạn này thì làm sao mình gọt, thì các bạn chỉ có một cách là các bạn lấy hầu quẹt các bạn hơ thôi, hơ cho nó nóng, hơ vậy nè, vừa hơ vừa xay cho nó nóng, xong rồi các bạn lấy cái kiềm các bạn giật một cái là nó già. Đây là các bạn, đây là cái cây mà cần cần đặt nè đó, khi mình lấy lưỡi lấy đồ ra hết thì nó sẽ như vậy, đúng không? Khi mà nó như vậy á thì các bạn á, nè cái khúc gãy nè, cái khúc ở dưới nè, thì các bạn chọt từ lấy cái đầu này nè, còn mình thì ở đây vừa ni luôn rồi, mình chọt nó vô đó vậy nè, đó thấy không? Các bạn cắt một khúc mình tới đây, các bạn cắt khúc mình tới đây, ở đây các bạn đừng bao giờ đổ cây miếng sắt nha, mình có cây AB thì mình đổ cây AB vô trực tiếp vô. Khi mà các bạn đổ cây sắt á thì các bạn khi mà kéo con cá có dính cá, các bạn kéo gì nè, cài gặt gì nè, bẻ cong cây cần lại á, cong cây cần lại vậy nè, là ở trong đây á cây sắt nó rất là giòn, nó dễ gãy, còn cây keo AB này á, nó cứng lắm, bởi vì nó không có sao á, nói chung là nó không bị gì hết á. Tốt nhất là xài keo AB. Để bây giờ mình pha keo AB nha các bạn. Đây
mình pha kem AB xong rồi nè các bạn. Khi mà các bạn đổ vô á, thì các bạn lấy đũa, các bạn lấy khúc cây các bạn quậy lên. Mà tại mình làm ít thì mình đổ vô cái nắp nhỏ thôi, mình không cần làm, mình không có đổ nhiều, đổ nhiều hao lắm, bỏ uổng lắm. Đó, đó các bạn quậy vậy nè, đó, thấy không? Thì keo AB của nó hai chai nhờ như vậy. Hai chai AB nè các bạn. Nè, chai này A, chai này B nè. Đúng rồi, chai A nè, chai A là chai nhỏ, chai B tỷ lệ pha là 4:1 cũng như là 4B 1A, đó vậy thôi. Còn không thì 3A 3B 1A, nhưng mà theo đúng là 4B 1A nha các bạn. Thì các bạn pha đi, giờ các bạn đợi khoảng 10 phút đi, 10 phút hoặc là 5 phút thì các bạn nhúng cái này nè, xong rồi các bạn trộn nó vô, các bạn nhúng cái đầu này nè, xong rồi các bạn trộn vô keo, nhúng vô keo xong rồi trộn vô cây cần, vậy thôi, đơn giản thôi chứ đâu có gì khó đâu. Nói vậy là xong rồi, thấy không? Giờ bây trong thời gian mình chờ keo nha các bạn, mình tắt cái bếp nha, keo nó khô xong rồi mình quay tiếp cho các bạn xem. Giờ này các bạn, khi mà keo khô xong rồi các bạn lấy các bạn chét vô. Các bạn chét vô thì các bạn có thể lấy những cái ống hút á, các bạn cắt ra. Tại mình làm miếng, nói chung là làm miếng đi lấy thôi. Mình lấy cái cây này nè. Nè, các bạn, mình lấy cái cây này nè, mình quẹt gì cho lẹ. Làm miếng đi vô nhà lấy. Đúng không? Đó, các bạn quẹt đi. Quẹt ít thôi, nói chung là quẹt ít thôi. Rồi các bạn chọt vô. Đó, chọt vô. Rồi, các bạn thấy không? Vị trí nó đã cố định. Mình không thấy cái cây này chim ở đây. Đó, giờ các bạn bắt đầu nối cái đầu này vô. Thì nối cũng vậy, nối vô thì mình cũng phải thay keo chứ. Chứ không phải nối vô mà mình không thay keo đâu. Thay keo hết, nói chung là chỗ nào mình cũng phải thay keo hết. Khi mà các bạn thay keo như vậy thì nó rất là chắc chắn. Đi cầu là bao cao bự. Mình để thụt xuống tí nữa đây. Rồi, ok, vậy hai cho hai cái nó đồng đều với nhau nha các bạn. Cho hai mắt nó đồng điện với nhau. Rồi các bạn chỉnh ở đây nè. Đó. Chỉnh sao mà cho nó ngay với cái khớp mà lúc trước đã bị gãy. Rồi, nó ngay khớp rồi đó các bạn. Khi mà nó ngay khớp rồi các bạn á, đừng có để keo khô nha, keo khô lâu lắm, khô hẳn, nói chung là khô hẳn là lâu lắm. Nè, mấy cái nhô nhô này nè, các bạn cứ yên tâm đi, không sao. Các bạn lấy cái kèm, các bạn bấm vô xong rồi các bạn quán trị, để mình quán trị cho các bạn xem. À, mà quên nữa, quán trị này mình lâu lắm, nói chung là quán trị không phải gọi là lâu, cũng mất thời gian lắm, mình không có làm mất thời gian của các bạn xem, đúng không? Rồi bắt đầu giờ mình quán chỉ cho nha, vô nha các bạn, quán chỉ xong mình bắt đầu về tiếp cho các bạn. Đây nè các bạn, đây nè các bạn, khi mà mình quấn keo xong là nó sẽ như vậy, đúng không? Quấn ấy mình quấn chỉ chứ quên lộn quấn keo, quấn chỉ. Đó. Thì các bạn phải làm sao nè, đó các bạn nhìn nè, để làm cái gì, để cái này để rút á, nó không có dấu. Khi mà các bạn rút lại, các bạn cuột lại á, nó sẽ không có để cái dấu gì cho các bạn hết, nó rất là đẹp, ngay nữa.
để mình quấn vài vòng xong rồi mình rút lại cho các bạn xem. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nè, còn cái đoạn miếng chỉ nè. Thì trong đây cái đường chỉ này nè, cái lỗ này nè, đó. Rồi các bạn sẽ giúp nắm cái hai cái cọng này. Các bạn giật mạnh qua. Nè. Đáng lẽ là cái cọng này nó sẽ đi qua đây, nhưng mà mình dịch cái tay siết mạnh quá thì cái cọng chỉ cái khúc này nó sẽ đi qua, nó sẽ bị cứng. Tại vì chỉ với nhau á thì nó rất là yếu. Đúng không các bạn? Nó rất là yếu. Bởi vậy nói chung á là cái khúc này nó không sao hết. Các bạn dính về là nó rất là chắc rồi. Các bạn chỉ cần buộc. Các bạn chỉ cần cắt bỏ khúc này. Rồi. Rồi vậy là xong rồi nè các bạn. Tại vì cái này á, gọi là mình làm sơ xài. Mình gọi là làm sơ thôi. Mình làm cho có thì cái cần này mình cũng không có sử dụng tới nó nữa. Bây giờ mình làm sơ. Nếu mà cái cần mình sử dụng á, thường xuyên á, thì mình phải làm cho kỹ, cho đẹp. Nhưng mà mình làm cái này là mình làm quay cho các bạn xem. Thì mình làm sơ cho các bạn dễ hiểu, các bạn có thể làm theo thôi. Chứ không có mà mình làm phức tạp cầu kỳ. Mà cái nói chung mà làm tới đây thì vậy là được rồi, có gì đâu nữa cầu kỳ, đúng không? Rồi các bạn chát keo vô. Đáng lẽ cái lớp phủ quá hoài á, thì mình phải làm mình chát keo sắt. Mình có đem theo chát keo sắt nè. Nhưng mà nói chung mình cũng làm biến chế à. Làm gì cũng vậy. Mình giờ mình tới khúc này là mình làm biến à. Cái gì mình không sử dụng tới thì mình bắt đầu làm biến xài tới nó. Vậy lâu quá chế vô cho lẹ. Chế vô rồi các bạn tha cho nó đều hết luôn. Keo mình giờ mình để 10 phút á, bắt đầu nó cứng cứng lại rồi đó. Là các bạn check á, nó hạn chế nó bị nhiễu. Nó không có nhiễu, nó ít nhiễu hơn. Nhiễu. Nhiễu. Rồi, nhiệm vụ giờ là xong. Bắt đầu giờ là đã xong. Nếu mà làm kỹ á, thì các bạn nên mua cây cọ nha các bạn. Cọ lo nhỏ các bạn quét. Nó ngay lắm. Ngay ngắn lắm. Còn mình thì mình làm những sơ sài thôi. Mình lấy cái cây mình vừa quẹt. Chứ các bạn đừng học theo nha. Học theo các bạn làm mấy nhầy tè lè tắt lát luôn á. Nó xấu lắm á. Rồi vậy xong rồi nè các bạn. Rồi thôi mình kết thúc video clip rồi nha. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh mình nha. Ừ mà quên nói các bạn luôn. Thí dụ mà nó đặt á, đặt rồi á thì các bạn lấy hoài này các bạn hơ ít thôi. Hơ để cho chi cho nóng thì kem nó sẽ màu đồng. Nó đồng lại thì nó sẽ không có bị nhiễu ha các bạn ha. Còn mà thí dụ mà các bạn pha keo mà để loãng quá, để mà các bạn vừa pha xong rồi các bạn chế vô liền á, nó chảy hoài à, các bạn khó làm lắm. Các bạn phải đợi khoảng 5 phút 10 phút gì đó cho keo nó hơi đặc. Và các bạn lấy ra thì các bạn chét xong rồi các bạn lấy quẹt hơi qua một tí
Hầu quẹt á, các bạn phải xài hầu quẹt là hầu quẹt gai nha, chứ đừng có lấy bao giờ, đừng bao giờ xài hầu quẹt khè nha. Ấy mấy cái này mà éo quẹt khè là nó bị dợp á, nó bị ố vàng hay là bị dợp gì mình cũng có đó, mình không biết kêu làm sao á, như nó phùng 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 lên đó, nhìn thấy ghê lắm, giống như cái lớp mủ bị cháy vậy đó. Mình không có keo quấn thì mình quấn tay vẫn được nha các bạn, chứ không phải là có máy quấn rồi này kia quấn mới được cần đâu. Bên chị nó đi, mình xài đó giờ mình cần mình gãi rồi này kia là thay khoen rồi này kia là mình ấy bằng tay hết, vậy chỉ để kêu bề chét vô đơn giản thôi chứ đâu có gì khó đâu. Còn cái đọt này mà còn á, cái đọt này mà còn á thì các bạn á, để dành lại sau này có cây cần nào hư gãy thì mình lấy ra mình xài nha các bạn ha. Cái cây cần này mua cũng 60-70 ngàn cây chứ đâu phải ít đâu. Cần này cần mới của mình luôn á, cái cần mới 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 tanh luôn á. Nên các bạn coi nè, cái cần đặt nè, mới mới càng xà beng luôn, mình chưa xài nữa. À, thấy không? À, các bạn coi nè, mới luôn mà mình cắt ra mình làm luôn. Tại vì cần đặt mình đâu có xài, mình xài cần carbon thôi mà. Chứ cần đặt thì quên chuyện đó đi, mình không có xài cần đặt. Rồi vậy thôi mình kết thúc nha.